Hiện tại nước ở xã Tà Lài, một trong năm xã của huyện Tân Phú bị ngập úng vẫn còn ở mức cao, có nơi rất cao. Nhưng tín hiệu đáng mừng là nước đang rút xuống. Tuy nhiên thì tuyến đường này liên thông với các cái xã khác thì cũng đi lại vẫn còn khó khăn. Công tác vận động di dời người dân cũng như chuẩn bị lương thực, y tế vẫn đang được triển khai tới các địa phương bị lũ và ngập úng là xã Núi Tượng, Tà Lài, Đắc Lua, Phú Thịnh và xã Nam Cát Tiên. Đã có khoảng 1.740 ha bị ngập lụt. Số hộ dự kiến phải di dời trên 1.700 hộ. Từ gần trưa hôm qua đến nay đã thực hiện di dời được hơn 650 hộ tới nơi an toàn. Có chỗ thì nhà dưới nhà thấp này, đã tới mấy nhà hộ di dời hết trên kia rồi. Toàn bộ điện khu vực nhà dân đã được cắt để đảm bảo an toàn. Thiệt hại tạm tính đến lúc này là hơn 100.000 con gà, 41 bè cá bị cuốn trôi, hàng trăm hecta hoa màu bị ngập úng, nhiều nhà bị ngập và bị nước cuốn trôi. Trong đó, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo có một trường hợp bị mất tích và đang triển khai tìm kiếm. Lãnh đạo của huyện có vô làm việc với ban xã để triển khai công tác và phòng chống cứu nạn, tìm kiếm cứu hộ trên địa phương. Thì lực lượng ở ủy ban xã dùng công an, quân sự, dân phòng cùng với cái đội xung kích của ấp và lực lượng các ban ngành đoàn thể. Song song đó thì lực lượng công an huyện với quân đội cũng hỗ trợ các phương tiện cũng như là lực lượng cùng hỗ trợ ủy ban xã di dời. Phương châm 4 tại chỗ là lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ và phương tiện tại chỗ vẫn liên tục được triển khai tại đây.